This is an animal which is entering the tourist trade in Thailand. It was illegally captured, probably in Burma. It is being broken of its spirit so it can be trained to beg in the streets and to give joy rides to tourists. That's what it's all about. To break a wild-caught elephant, you are breaking its spirit. Yes, spirit, yes. Không biết các bạn cảm thấy như thế nào khi xem những tư liệu trên, còn riêng mình thì mình rất bức xúc. Càng bức xúc hơn nữa khi những hành động này thường xuyên được diễn ra tại những khu du lịch tự gắn mác là du lịch sinh thái. Không hề luôn, bởi vì du lịch sinh thái là một hình thức du lịch rất thân thiện với môi trường và còn mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng nữa đó. Du lịch sinh thái được định nghĩa là việc đi đến những nơi mà tự nhiên được bảo tồn và phải có sự trao đổi giữa khách du lịch và người dân địa phương, từ đó giúp người dân địa phương cải thiện cuộc sống của mình và cũng như là tăng thêm nhận thức cho cả khách du lịch về văn hóa cũng như là về tự nhiên của cái vùng đó. Ý hình như nhiều từ khó hiểu quá, nhưng mà chỉ đơn giản vậy thôi nè. Tức là ví dụ như bạn đến một nơi mà có cảnh thiên nhiên rất đẹp thì thay vì ở nhà hàng và khách sạn thì bạn sẽ trả tiền cho người dân địa phương để người ta nấu ăn cho bạn và cũng như là người ta cho bạn ở trong nhà người ta. Thì khi có nguồn thu nhập đó, người ta sẽ có động lực hơn để bảo vệ những cái cảnh thiên nhiên mà bạn đang đến, bởi vì người ta biết rằng là có một lượng khách du lịch lớn đang có nhu cầu đến đây để có cuộc phiêu lưu rất thú vị, để có những bức ảnh rất đẹp mang về. Mà không chỉ như vậy, khi mà bạn có cơ hội tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên á, thì mình tin bạn sẽ tăng lên ý thức bảo vệ môi trường cũng như là tình yêu đối với thiên nhiên nữa. Và có nhiều nơi ở Việt Nam mình thì rừng cũng như núi hoặc là về thiên nhiên, đồng ruộng chính là cái nét văn hóa của người ta. Nên khi trực tiếp ủng hộ những người dân ở đó cũng là một cách để bạn giúp họ bảo vệ văn hóa của mình và tránh xảy ra tình trạng du lịch hóa nữa. Tóm lại, yếu tố hàng đầu của du lịch sinh thái đó chính là sự tôn trọng giữa bạn, giữa thiên nhiên và cũng như là cộng đồng ở đó. Bây giờ sau khi hiểu thêm về du lịch sinh thái rồi thì bạn thử nghĩ xem, những hành động như là lấy mật gấu cho khách du lịch xem, hoặc là cưỡi voi, hoặc là cưỡi đà điểu để kinh doanh, thì những hành động đó có phải là du lịch sinh thái hay không? Mình thấy những hoạt động như vậy chẳng có gì gọi là tôn trọng thiên nhiên cả, hay gọi đúng hơn là họ đang khai thác thiên nhiên để làm giàu cho chính mình. Và một số sự khai thác ví dụ như là lấy mật gấu lại còn trái với pháp luật nữa chứ. Nhưng mà mình phải công nhận là muốn du lịch sinh thái ở Việt Nam không hề dễ, bởi vì hình thức này chưa được phổ biến ở Việt Nam. Bạn đi đâu cũng bắt gặp các resort, các khách sạn và cũng như là các quán nhậu, nhà hàng mà bán thịt rừng. Hiện tại hình thức du lịch mà gần với du lịch sinh thái nhất thường được quản lý bởi các vườn quốc gia cũng như là các khu bảo tồn ở Việt Nam. Nhưng mà mình nghĩ quan trọng nhất vẫn là ý thức của bạn khi đi du lịch thôi. Để thân thiện với môi trường nhất thì khi đến một nơi, bạn hãy tự hỏi mình là bạn đã lấy gì và cho gì. Nếu bạn không lấy gì hết ngoài những bức ảnh đẹp, thật đẹp và những kỷ niệm thật là vui, còn nếu những gì bạn cho đi không phải là rác mà là những thứ có thể giúp được địa phương và giúp được môi trường ở vùng đó, thì bạn đã là dân du lịch sinh thái thực thụ rồi đó. Hè cũng sắp tới rồi, mình mong các bạn có những chuyến đi du lịch thật là vui và thật là thân thiện với môi trường nha.